Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm một năm để giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường trái phiếu. Mới đây thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp. Trong các giải pháp cho thị trường trái phiếu đang là gánh nặng đối với các doanh nghiệp bất động sản khi thị trường giảm tốc, Horia đã đề xuất gia hạn kỳ hạn trái phiếu. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho hay hiện các biện pháp mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã thực hiện là mua lại trái phiếu trước thời hạn khoảng 147.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2022, thỏa thuận hoán đổi trái phiếu lấy nhà ở của dự án với mức chiết khấu hấp dẫn. Gần đây các doanh nghiệp đã giảm giá bán nhà, chiết khấu lên đến 40-50% giá bán cũ hoặc đàm phán gia hạn kỳ hạn của trái phiếu. Thưa quý vị, nhằm khẩn trương triển khai dự án vành đai 4 thì mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố dự kiến sẽ bố trí 1.759 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, hiện nay thành phố Hà Nội đã hoàn thành phê duyệt chỉ giới đường đỏ 5/5 đoạn với tổng chiều dài là 58,2 km. Các quận huyện cơ bản cũng đã gửi số liệu giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố để tập hợp và lên phương án tổng thể nhằm thống nhất ký biên bản số liệu với các quận huyện. Qua đó, dự kiến trong quý 4 năm 2022, thành phố sẽ giải ngân khoảng 1.759 tỷ đồng cho công tác bồi thường hỗ trợ người dân tái định cư. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan cần bám sát theo tiến độ đã cam kết vì khối lượng công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội hiện nay rất lớn. Trong đó thì nhiều công việc khó khăn vẫn còn như di rời mồ mả, trụ sở cơ quan, trường học hay là các công trình điện. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo quyết liệt khẩn trương hoàn thành các dự án thành phần giai đoạn 1 của dự án cao tốc Bắc Nam. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu nhanh chóng hoàn thành các dự án theo tiến độ, đặc biệt đề nghị loại bỏ nhà thầu yếu, không đủ năng lực. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 6 đại diện chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng khẩn trương đôn đốc các nhà thầu huy động thiết bị, máy móc, nhân lực để thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc thành phần Diễn Châu thuộc giai đoạn 1. Yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện dự án có trách nhiệm đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc bổ sung để thi công trên công trường theo đúng kế hoạch tiến độ đã được đề ra. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chỉ đạo các nhà thầu làm tăng ca để bù lại tiến độ đã bị chậm. Đặc biệt, loại bỏ các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp không đủ năng lực thực hiện dự án, chuyển khối lượng thi công sang cho nhà thầu mạnh, khẩn trương đảm bảo tiến độ thi công. Thời gian qua, tại một số xã như là Minh Trí, Minh Phú thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã nổi lên như một thiên đường nghỉ dưỡng khu vực ven đô. Hàng loạt các homestay hay là resort đã được dựng lên một cách kiên cố tại các địa điểm ven sườn đồi hay là sát mép hồ có dấu hiệu không phép, sai phép, gây bức xúc trong nhân dân, cũng như là lá phổi xanh của thủ đô đang từng ngày bị bóp nghẹt. Vâng, còn nhớ vài năm trước thì Sóc Sơn cũng là địa bàn nóng khi các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt công trình vi phạm xây dựng trên đất rừng. Và dân huyện cũng đã thành lập cái tổ công tác, đặc biệt là do lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng và các phòng ban liên quan như Tài nguyên Môi trường, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung vào cuộc nhằm xử lý triệt để những cái vi phạm phát sinh trong năm 2022 cũng như là các vi phạm còn tồn đọng từ năm 2022 trở về trước. Và đây là những hình ảnh phóng viên kênh VTC14 ghi nhận tại hiện trường cách đây không lâu. Người ta vẫn xây đấy, đi từ ngoài vào người ta vẫn xây, nó phải mất lợi phí. Mình cứ thò vào làm ấy, nó sẽ vào đủ ngay. Sở ban ngành nó sẽ vào hết, đây nó mới bật giấy của mình ra nó xem. Cái này xã nó cũng quản lý một ít thôi, lâm trường, thanh tra xây dựng huyện. Rất nhiều các cái công trình xây dựng trái phép, nó làm thay đổi cái kết cấu của rừng. Ở đây thì rất là nhiều homestay, họ xây dựng rất nhiều. Cuối tuần là dân thành phố nó kéo ở đây rất là đông. Họ ăn uống tụ tập rồi hát hò, nó cũng gây mất cái trật tự của cái xã. Khi làm việc với huyện, vị phó phòng Tài nguyên Môi trường cho rằng
không có vùng cấm và không có công trình mới nào vi phạm trật tự xây dựng. Khu vực cầu Đồng Đỏ thì hiện nay thì ban dân huyện cũng đã có thành lập tổ công tác và đang tập trung xử lý dứt điểm là 6 công trình vi phạm đang xử lý dứt điểm rồi. Đến nay đã xử lý xong dứt điểm là 6 công trình vi phạm và kế hoạch ra quân đã xử lý xong dứt điểm trên tinh thần là không có vùng cấm. Không biết những công trình này có phải là công trình vi phạm trật tự xây dựng hay không? Chỉ biết rằng tại đây, những công trình như thế này đang mọc lên như nấm sau mưa. Và cứ như vậy, màu xanh của núi, của rừng đang từng ngày bị thay thế bởi những gam màu của bê tông, sắt thép. Thiệt hại nhãn tiền là môi trường rừng ngày càng xuống cấp, các nguồn lực hỗ trợ để phát triển bảo vệ rừng trước đây của nhà nước bị lãng phí và không phát huy được hiệu quả. Bộ Y tế xây dựng khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và trong đó giá giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Nhiều ý kiến cho rằng mức này chưa hợp lý bởi tương đương với khách sạn 4 sao. Theo đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, đây là dự thảo thông tư hướng dẫn khung giá để các bệnh viện xây dựng giá không vượt khung chứ không phải là mức thu. Dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp đang trong giai đoạn xin ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa. Nếu được thông qua, khung giá dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, giá giường dịch vụ được phân cấp dựa vào hạng bệnh viện và loại phòng bệnh. Giá ngày giường điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 tối đa là 3 triệu đồng một ngày cho loại phòng có 1 giường. Dự thảo đưa ra rất nhiều mức giá giường dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bệnh nhân. Giường giá 3 triệu đồng là phòng tiêu chuẩn, có nơi cho gia đình sinh hoạt, cung cấp dịch vụ y tế 24/24 giờ, có người phục vụ, có ăn uống nên không thể so với giá giường bệnh với khách sạn. Cũng theo các bệnh viện, phòng khách sạn chỉ để ngủ, còn giường bệnh viện có rất nhiều máy móc, nhân lực phục vụ đi kèm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có các quyết định phân bổ vaccine để phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cả nước. Viện đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và cấp vaccine sởi, vaccine ho gà, bạch hầu, uốn ván đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực quản lý để sử dụng kịp thời hiệu quả của vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, trong số 434.000 liều vaccine được phân bổ lần này, có 200.000 liều vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất vaccine và Sinh phẩm Y tế tài trợ, 234.000 liều vaccine ho gà, bạch hầu, uốn ván do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế tài trợ. Số vaccine này hiện đã được phân bổ về các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur. Theo đó, Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nhận 238.400 liều vaccine sởi và bạch hầu ho gà uốn ván để phân bổ cho 28 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc. Viện Pasteur Nha Trang nhận 45.640 liều vaccine. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nhận 113.960 liều. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các đơn vị trên nhận vaccine sởi và dung môi trước ngày 25 tháng 11, nhận vaccine ho gà bạch hầu uốn ván trước ngày 26 tháng 11.